giống như quầy tầm đương rồi. Này này này, thế người ta đóng hộp bán 140.000 bốn combo hộp như này bảo là giống quầy tạp hóa. Cái đi nhìn nhạy cảm nhá. Đi nhìn chìm cái đi chờ đó. Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Công nhận là cái video nào mà mình review về những cái đồ ăn vặt hot ở trên TikTok ấy thì cái view nó cao kinh khủng khiếp nha mọi người. Mình biết rằng là mọi người quan tâm rất là nhiều, cho nên ngay trong video ngày hôm nay mình sẽ review về những cái sản phẩm đồ ăn vặt bán đang rất là chạy ở trên TikTok. Và chắc chắn rồi, khi mọi người nhìn ở đây thì mọi người sẽ thấy có một vài những cái tên rất là nổi bật. Mình lấy ví dụ như là cà phê Copico hay là đồ ăn vặt Bà Tuyết. Và không có nói nhiều nữa bởi vì có đến mười mấy loại. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần review chi tiết luôn nha. Và trước khi bước vào video ngày hôm nay, mình muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, chắc chắn đây vẫn là một video không hề có booking quảng cáo từ bất cứ nhãn hàng nào cả. Tất cả những cái sản phẩm này là mình tự đặt mua nha. Có những sản phẩm mua tại Vinh, có những sản phẩm đặt ở trên TikTok. Thì nếu như mà có đơn mua thì bọn mình sẽ để ngay trên màn hình đây nha. Ví dụ như cái bánh này này là bọn mình mua tại Vinh nha, cho nên không có đơn mua. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi luôn vào phần review chi tiết nha mọi người ơi. Đầu tiên sẽ là kẹo dẻo cốt trái cây bóc vỏ Đại Long. Nhìn trên bao bì thì rất là hấp dẫn, nó giống như một cái kẹo dẻo mà có thể lột vỏ ra như trái xoài luôn nha. Và cái này ấy, hãng có chia sẻ là đến 28% nội dung nước trái cây, nội dung thành phần có khi là cũng Google dịch giống chị Linh. Hương vị trái cây rất đậm đà. Cái này là của công ty Đại Long nhưng mà nơi sản xuất ở đâu? Khu công nghiệp Hòa Xá, Nam Định. Hài Hước kẹo. Hài Hước kẹo là sao? Thử à? Ốp ngon nha. Bên ngoài nó giống như là cái lớp dẻo, lớp kẹo dẻo ấy. Bên trong thì nó giống như là cái lớp kẹo mềm, nhưng mà rất rất là mềm nha. Nửa cân có giá là 77.000 nhưng mà nó cực kỳ thơm mùi xoài nha. Cái mùi xoài của nó khá là tự nhiên ấy. Nhưng mà đâu ai ngồi tách như này làm gì đâu đúng không? Ăn thì người ta bỏ mồm luôn chứ. Đấy chỉ tách là đây, cái lớp vỏ bên ngoài nó mỏng như này. Nhưng mà mọi người có thấy hơi ngọt không? Hơi ngọt so với cả một cái kẹo dẻo nha. Nhưng mà đây là mình nói dựa trên quan điểm cá nhân mình thì cái hương xoài cái này khá là tự nhiên. Cái này nó sẽ thiên ngọt nhiều nha, khá là mềm. Cái lớp vỏ bên ngoài thì nó giống kẹo dẻo nhưng mà cái lớp bên trong thì nó không quá giống kẹo dẻo mà nó giống kẹo mềm. 77.000 cho nửa cân thì cũng không phải là quá đắt đúng không? Quá đắt không? 8.5. Hơi ngọt thôi nha mọi người ơi, nhưng mà nó ngon thật đấy. Cái này ngon thật mà cái vị xoài của nó khá là đậm đà. 8.5. Tiếp theo, người bạn cũ CM Food. Trước đây là mình review cho cái hãng này, nhưng mà đây là mình nói thật là mình không thích cái hãng này lắm đâu. Bởi vì là mình thì không có nhận booking quảng cáo hay sao. Hãng này là có sử dụng cái hình ảnh của mình để chạy quảng cáo, là mình cũng không thích đâu. Thì là ngon thì mình nói ngon mà dở thì mình nói dở. Tại vì là mình cũng tự bỏ tiền ra mua nha CM Food. Cái này là sản phẩm tai heo ủ vị giòn sực. Đề nghị là hãng CM Food là nếu như, hoặc là tất cả những cái hãng trong video ngày hôm nay, nếu như mà mình có khen thì mọi người đừng cắt cái video hình ảnh của mình ra để chạy quảng cáo. Vì mình không nhận booking thì mọi người không có quyền dùng hình ảnh của mình. Có sốt luôn à? À, có một gói sốt CM Food, sốt chấm tắc dính cứng ngắc. Dính thật không đấy? Nó hơi đặc nha. Ui, dính thật. Đây, nó hơi đặc. Đây, phía bên trong của nó sẽ như thế này. Một túi này bao tiền? Không bỏ 15 gói bán 20.000 chị ạ. 20.000 một gói này á? Đây, bên trong nó như này. Chấm thử cái xem nào. Cái gia vị của nó thì vẫn giống như là cái gia vị của chân gà CM Food, giống, đỡ cay hơn. 20.000 cái túi này giá chấn động nhỉ. Ta ăn một túi đâu mất 20.000. Mọi người có thấy gia vị của nó ủ hơi giống đồ chung không? Mùi đỡ nồng hơn. Thế cái chân gà của nhà CM Food ấy, ngồi trong văn phòng bóc một cái chân ra ăn là cả văn phòng toàn cái mùi luôn. Mùi đồ chung, hơi kiểu quế hồi một tí. Cái này thì 20.000 đắt không? 20.000 theo riêng quan điểm của team mình là đắt. Tất nhiên cái giá cả là tùy thu nhập mỗi người, bọn mình chỉ nói được quan điểm của bọn mình thôi nha. Tai heo thì không biết là có đắt thật hay không. Nhưng mà phải bóc thêm túi nữa đi để xem bên trong nó có mấy cái lát. Đây là nguyên cả túi nha, mình đếm này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9. Đây, từng này 20.000. Đấy nha. Vàng. Cũng ngon nhỉ. Ngon mà đắt quá. Nhưng mà có khi tai heo đắt. Tai heo rẻ đắt. Nhà người yêu thương bán thịt lợn à? Sao biết tai heo rẻ? À, tai gọi điện cho nhà người yêu xem một cái tay heo bán bao nhiêu tiền nữa. Mấy điểm đây? Vốt đi 7, ai 7 giữa tay? Ai 7.5? Sao mà em giơ cả hai em chả có chính kiến gì à? 7 em cũng giơ tay và 7.5 em giơ tay cơ.
Team mình có một bạn Hoài là cũng là một con người không có chính kiến. 7 thôi nha, vì giá thành hơi cao nhỉ. 7 thôi. Tiếp theo sẽ là ăn cùng bà Tuyết nha mọi người. Bọn mình đặt combo 4 hộp đùi gà nhưng mà hình như người ta ship thiếu một hộp. Đúng không? Là cái đùi gà rong biển là bán chạy nhất luôn. Combo 4 hộp này là giá bao nhiêu? 149.000 4 hộp và người ta hiện nay đang ship lại cái đùi gà rong biển thì thôi đợi lâu lắm thì bây giờ bọn mình review luôn cái đùi gà phô mai ngô này. Đùi gà phô mai và đùi gà bơ sữa. Đây thì bây giờ mở ra nha. Đầu tiên sẽ là đùi gà phô mai ngô trước đi. Đây của các em này, thử đi. Chị thử trước này. Cũng có hương ngô. Hơi có một chút phô mai nhưng mà ăn vào trong miệng thì không thấy cái vị phô mai nhiều. Có ai thấy vị phô mai không? Vị ngô át hết. Mà ngô đây là cái kiểu ngô mùi hương ngô thôi. Hương tổng hợp hương ngô thôi. Tất nhiên là bởi vì đồ nó là đồ đóng hộp, lấy đâu ra đồ tươi, nó công bằng phải thế. Nhưng mà phải công nhận một điều là cái đùi gà nhà này chắc, tức là cái lượng bột nó chắc. 7 ngon thì không đến mức ngon nhưng mà cũng được. 7 điểm. Đùi gà bơ sữa nha mọi người ơi. Là cái tiếp theo. Về hình dáng thì mình thấy nó cũng vậy nhưng mà cái quẩy của nhà này khá là chắc. Lượng bột nhiều ấy. Nhưng chị thấy cái này hơi ngọt. Bơ sữa mà phải ngọt chứ. What the hell? Riêng cái vị này thì đúng là nó có vị bơ sữa thật nhưng mà nó hơi thiên ngọt. Những bạn nào hảo ngọt. Nhưng mà cái quẩy của nhà này thì mình thấy khá là chất lượng bởi vì là nó chắc, lượng bột nhiều. Ăn rất là giòn nha. Nhưng mà hương vị này thì tùy. Quẩy tầm đương rồi. Này. Thế nên người ta đóng hộp bán 140.000 4 combo hộp như này bảo là giống quẩy tạp hóa. Ai thích? Bình thường. Em là bình thường. 6 điểm rưỡi. Thật ra là không phải là bình thường nhưng mà nó giống như những cái quẩy mà mình hay ăn thôi chứ nó không có gì đặc biệt ấy. Đây cái này đùi gà phô mai. Mỗi phô mai không ạ? Ô cái này có ớt. Thấy có ớt nha. Ô cái này ngon hẳn này, cái này ngon vượt trội này. Cái vị của nó nha. Nó vừa có một cái vị ớt này, vừa có một cái vị phô mai. Mà nó thiên mặn nha. Thiên mặn, mặn mặn ngọt ngọt đấy chứ không phải là mặn quá mà thiên mặn tức là có vị mặn ngọt mà ăn đậm đà nhỉ. Cái này ngon đấy, ngon nhất. Vừa đậm vị phô mai vừa mặn, mặn mà lại mặn ngọt, ăn vừa phải rất là đưa miệng nha. Vị này là ngon nhất. 8. Thiếu cái rong biển nhưng mà thôi người ta ship thiếu thì mình cũng châm trước cho người ta bởi vì người ta đang ship lại. Thạch heo thì cà rốt. Heo thì bị thương này, đồ heo thì này. Công ty cổ phần thương mại dịch vụ ăn cùng bà Tuyết. Sản xuất tại công ty thực phẩm sạch 3A Từ Liêm nha. Bắc Từ Liêm Hà Nội. Này. Cho cái kéo. Nhìn lạ lắm này. Có cà rốt. Mời mọi người nha. Giàu chất xơ và vitamin. Cũng được, không quá ngọt. Hạch khá là dai. Có cà rốt mà, cà rốt vụn vụn đấy. Đây. Chắc cà rốt. Đây, gì nữa? Đây là hình ảnh quảng cáo khổ lắm ba. Đây là túi thạch cà rốt. Người ta lại còn cho thêm cả là rau ngót với hạt chia vào làm cái gì nữa chứ. Không biết giá bao nhiêu. Cái đây hàng tặng. Được, nói chung là được đấy. Càng ngày cái đồ ăn vặt của nhà bà Tuyết này có vẻ như là càng cải thiện về chất lượng. Ăn cũng được nha nhưng mà không bỏ tiền ra mua vì quà tặng hay là thôi không. Vật chất quyết định ý thức. Tiếp theo là một cái món bánh mà cực kỳ hot ở trên TikTok thời gian gần đây là bánh tổ ong. Nhìn trên mạng là một kiểu nhưng bọn mình mua về là một kiểu khác. Nói chung là nhìn ở ngoài nó hơi hèn. Cái màu nó lại kiểu xám xám này, không biết trên video mọi người nhìn thấy có rõ hay không nhưng mà màu ở ngoài nó kiểu xám xám như này nha mọi người ơi. 45.000 bánh nhỉ. 45.000 cái bánh. Cái này bọn mình mua ở Vinh nha. Cho các em cái phần to nhất này. Đưa ra đi. Chị ăn cái này. Đây là nhân phô mai. Còn cái nhân mà nhân chim kim sa là đang cháy hàng bọn mình mua không được. Và cái nhà này, tất nhiên là cái này, cái bánh này là nó kiểu bánh. Và tùy cái thương hiệu nó sẽ sản xuất theo bánh này như thế nào. Thì cái nhà mà bọn mình mua là cái màu nó xám xám như này. Chắc nó hơi thiếu than tre. Thử cái xem nào. Ui. Cốt bánh mềm lắm luôn ý. Cốt bánh mềm mà bị xốp quá. Bột nở hơi nhiều. Bột nở hơi nhiều nha. Ăn được nhỉ? Thôi. Cái bánh này thì đây là dựa trên quan điểm cá nhân mình thôi. Cái phần bánh bông lan nó khá là mềm. Phô mai ấy thì cũng khá là thơm. Tuy nhiên là mình đang nói dựa trên quan điểm cá nhân mình là mình thích cái bánh này nó đừng có quá xốp như thế này.
ngọt thì vừa phải thôi, ăn cũng được, nó giống như một cái bánh bông lan bình thường, không có gì đặc biệt thêm cả cái nhân phô mai vào thôi. Cái hình dạng của nó khá là đặc biệt, nhưng nếu như mọi người hỏi mình rằng là có mua lại không thì thôi. Thôi nhỉ. Bỏ qua hay là chấm điểm? Thì ăn cũng được mà. 7 không? 6 rưỡi. 6 rưỡi thôi. Đây là bánh khoai lang phô mai kéo sợi, nhưng mà mình không thấy nơi sản xuất ở đâu cả. Cái này bọn mình mua ở Vinh nha mọi người ơi, có thể là cái hàng mà người ta tự sản xuất rồi người ta bán. Bánh này có hai kiểu chế biến, một là nướng mà hai là áp chảo nha mọi người ơi. Bọn mình sẽ thử làm xem sao này. Thấy nhìn khá là hấp dẫn đấy. Kéo được. Kéo được nha. Ê, bánh cái gì? Khoai lang phô mai kéo sợi nha mọi người ơi. Đây bây giờ mình thử thêm một cái nữa cho mọi người thấy nha. Ui, nó kéo được thật thế này. Nha. What the hell? Thử nha, thử. Đây đưa ra cho mọi người này. Chị chỉ cần một cái thôi. Đi, đưa ra đi con. Thử nha. Ê, khoai lang là giảm béo, ăn đi. À, phô mai là không nhỉ. Ok. Có dừa sợi nha, ăn giòn giòn. Cái lớp vỏ khoai lang của nó ấy, gần như là không có gia vị đâu nhở. Ăn nhạt nhạt, nó có cái kiểu ngọt tự nhiên của khoai lang. Còn cái nhân phô mai đằng giữa thì ăn nó cũng vậy, là cái nhân phô mai mozzarella. Ít vị phô mai là bởi vì cái vỏ khoai lang của nó nhiều hơn, với cả là phô mai mozzarella nó cũng đâu có cái vị gì đâu. Khi ăn nó sẽ thiên về cái vị khoai lang kiểu thơm thơm bùi bùi, vị ngọt tự nhiên của khoai lang, chứ không, mình nghĩ rằng nó không thêm các cái loại gia vị vào đâu. Với cả nhân ở phía đằng giữa, cái lớp ở phía bên ngoài thì nó sẽ là cái nhân khoai lang với cả dừa. Bấy tiền một túi đấy. Đưa cái đĩa lại đây cho chị nào. Ăn hết luôn. Đĩa đang còn nguyên. Đây, đĩa đang còn nguyên. Đĩa đang còn nguyên. Đây. Về cái bánh khoai lang ấy thì bởi vì ngay trên bao bì của sản phẩm thì không có nơi sản xuất, hạn sử dụng là hình như cũng không. Cho nên là ngon thì ăn cũng được, nếu như mà không xét về nguồn gốc xuất xứ thì bọn mình cho 7.5. Nhưng mà vì là không có nguồn gốc xuất xứ cho nên bọn mình xin phép bỏ qua. Bọn mình sẽ chỉ chấm điểm đối với những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thôi nha. Cái bim bim tá lả mà bây giờ đấy một nửa cân là có 30, rẻ lắm nha mọi người ơi. Không biết là nở hoa hay là cuộc đời bế tắc đây. Cái cả gói to đùng như thế này mà có 30.000. Này, bọn mình đúng là cái kiểu khó tính nha, đắt quá thì bảo là đắt thế. Mà bây giờ rẻ quá là cũng rẻ. Đấy. Tá lả có nghĩa là thập cẩm đủ thứ đúng không? Thử nha. Ôi dồi ôi. Ui. Cái bim bim hình nón ngon cực. Hình chóp này. Tao nghĩ nó có 8 loại đi ạ. Ngon cực. Bim bim que thì cũng vậy, giống bim bim Thái. Đưa gà. Ôi nhưng mà không có nơi sản xuất của 90 phút thế giới đồ ăn vặt, và có các cái liên hệ là TikTok này, Shopee và Facebook thôi. Ở Thạch Đà, Mê Linh. Ngon nhưng mà bây giờ đánh giá kiểu gì nhỉ? Hàng đồ ăn thì theo riêng quan điểm cá nhân mình là ít nhất phải có nơi sản xuất, nguồn gốc xuất xứ. Bên trên cái bao bì của nó là chỉ có địa chỉ TikTok 90 phút, Shopee 90 phút, Facebook 90 phút, có số điện thoại, và ở Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội là không quá chi tiết này. Nên chi tiết một tí, và đặc điểm là cũng không có hạn sử dụng luôn. Ăn thì cũng được, nó là một cái dạng kiểu bim bim, mà cái vị của nó là vị mặn ngọt với cay, cay nhẹ nha. Nhất là cái bim bim mình chóp này ăn rất là ngon. Quẩy đùi gà là mình thấy bình thường, các loại bim bim que bình thường, nhưng mà cái bim bim mình chóp cái nhiều nhất này, ăn khá là ngon. Ngon như bây giờ chấm điểm của gì ta? Thế giống như kiểu họ muốn nhiều cái họ không được. Cái này không chấm điểm nhá. Tại vì là không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, người ta chỉ ghi chung chung vậy thôi, cho nên bọn mình không dám chấm điểm, hay ăn thì cũng được. Bánh tam giác nha mọi người ơi, made in PRC, phân phối độc quyền bởi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MH Việt Nam, có số điện thoại, có công ty nhập khẩu rõ ràng, nhưng mà nó là thành phố Kiều Châu, Trung Quốc. PRC hay còn gọi là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bây giờ mình sẽ vào việc luôn nha mọi người ơi. Thạch tam giác này đang rất là hot ở trên TikTok. Vào nha. Ui, ăn cái nhũng tiền này em ấy, bóc ra một cái lớn tè đi đấy. Có cái chỗ bóc đấy mà chị đấy. Thì bóc ra là được cái tè này. Thì bóc đúng mà, hái đâu còn đều có cả mà đây này.
Ô, vị ổi hồng nha. Không bổ được. Chị ấy lại kéo cá đi, chứ xin lại kéo cá xong chị hùng thiệt được. Hút hết nước. Rồi, đây, vị ổi ổi hồng. Này, ổi này, ổi này. Ui. Cái mùi ổi của... Cái mùi ổi của nó siêu tự nhiên luôn, không đến mức ngon điếm người nha Hoài. Dạo này nó mỉa, nó tỉa mình kinh khủng luôn. Nó tỉa kinh khủng luôn. Nhưng mà cách ăn của nó thì quá là bất tiện. Nó có hai cái đầu này nhưng mà mỗi lần mở ra là nước nó chảy tè le tay. Đúng chưa? Nước chảy tè le. Có cái đầu xé chả để làm gì, cắt đi cho nó nhanh. Nhưng mà thấy mùi từ nãy rồi vẫn chưa ăn được. Bao bì nó bất tiện lắm nha mọi người ơi. Đây có hai đầu như thế này nhưng mà mỗi lần mở ra thì cái nước ở bên trong nó chảy tè le. Phải cắt ngang như thế này nhá. Bọn mình đã thử nhiều cách rồi nhưng mà xé ra nước nó vẫn chảy tè le ra tay. Như nào? Ngon. Vị ổi là ngon nha. Tiếp theo đó là đến vị gì đây? Ổi nhỏ đâu cả. Có nho nho nho. Ui, nho cũng ngon nha. Nho cũng ngon. Đào này, có vị đào nữa này. Đây là đào này. Đấy, bao bì đào nha. Đào thì bình thường. Đào ăn hơi bình thường. Ngon nhất là ổi với cả nho. Cũng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đấy. Ăn thịt rất nguồn gốc của nó là Trung Quốc. Ăn thì nó cũng khá là dai, không phải ăn thịt mà là ăn cũng khá là dai. Cái hương vị thì nó cũng tự nhiên nha mọi người ơi. Nhưng mà mình thấy ngon nhưng mà quá bất tiện khi mà sử dụng. Đây nước nó chảy tùm lum ra tay. Xé như thế nào nó vẫn chảy. Nói chung là cũng được 7.5 hay 8, 7.5 thôi. 7.5. Vì hàng Trung Quốc bọn mình cũng không recommend quá nhiều. Mà thôi hàng Trung Quốc hay thôi đừng chấm điểm. Không chấm điểm nhá. Xóa. Tiếp theo là thịt chưng mắm tép của Hoàn Hương nha mọi người. Chị này là hot TikToker. Đúng không? Mình đã từng review mực của chị này. Chị này gần đây là có tích xanh rồi đây. Trước đây cái mực của nhà chị này rất là ngon. Vì đây là một cái sản phẩm mà bán ở trên TikTok đúng không? Giá là bao nhiêu? 110.000. Thịt chưng mắm tép là có một cái hũ mắm tép như thế này và có thêm cả một bịch hành phi. Có bao nhiêu lượt bán? 22.000 lượt bán cho một cái sản phẩm thịt chưng là cũng khá là nhiều đấy. Bây giờ bọn mình sẽ thử chế biến nha. Cũng không có nơi sản xuất. Cũng không có hạn sử dụng luôn. Chỉ có là TikTok của chị Hương này với cả số điện thoại thôi. Thôi cứ đem ra làm đi đã. Rồi được chưa? Rồi thử nhá. Ha. Làm một á? Có tôm. Có tôm. Ừ. Mời tô cơm liền, lè liền cuốn. Mời tô cơm lè liền cho chị. Đấy cơm đi để cơm một chị mới ăn cho góc ba cho chị đi. Chị mới ăn đúng một góc mà. Lấy thì có mà ăn em. Cái mục luôn của chị đi cuốn này. Ăn thôi, nằm đi. Tốm to cực kỳ luôn. Ngon cực kỳ. Đây mọi người nhìn thấy không? Các cái phần thịt ấy với cả tôm nha. Đây là tôm này. To nha, tôm to không phải tôm bé đây. Đây miếng tôm đây này. Này, tự nhiên bỏ cái hành khô vào hợp nhỉ. Thêm phần ngon. Ngon ngọt ngứa quá. Ngắm nổi thần nữa. Nếu như chi mà chậm với hướng bí đó mà được 8 điểm lưu ý nữa. Mà thịt tôm to nhỉ. Thịt to hay. Mà ăn ngon cái phần mắm tép của nó trắng táo bắn tiếng vính đấy. Không, nhưng mà đây phải nói công tâm là nhà này làm ngon ấy. Tại vì ăn cùng với cơm cho nên là nó sẽ hơi thiên mặn một tí. Nhưng mà mắm tép thì mắm tép nào chả mặn. Nhưng mà tôm to không nhận không? Tôm với thịt to ăn bùi, ngon nha. Em góp ý cho chị Hương là chị có thể ghi đầy đủ ở đây là địa chỉ sản xuất là ở đâu các thứ đúng không? Với cả là hạn sử dụng. Đấy là em nói thật luôn. Nhưng mà về hương vị là vẫn được 8.5. Nhưng mà vì... Thôi nha. Đây là cà phê cốc Pico Macchiato. Rất là hot ở trên TikTok trong thời gian gần đây. Và mọi người phải lưu ý rằng là team mình cực kỳ vất vả mới mua được cái túi này. Bởi vì là hết hàng liên tục nha. Hứ. Làm việc đi em ơi. Ui. Ui cái túi cà phê nó to lắm nha mọi người ơi. Thử uống nóng trước nha mọi người ơi.
Không. Thêm gói nữa đi. Thật chứ gì đã thu rồi. Mã vạch là 899 Indo. Cho thêm đá đi. Thử nha. Nó có giống, nó có khác gì so với cà phê hòa tan bình thường đâu. Hơi nhật đắng một tí thôi. Thử đi, thánh cà phê này. Ơi thánh, thánh cà phê này. Team mình toàn thánh cà phê thôi nha mọi người ơi. Hoang gì đó. Được phá nhạt quá. Lại để lại, lại lại. Lại lại, thật đặc nha. Ôi em ơi. À, một túi hai cái gói. Hai túi mà như thế này là quá đặc đấy mọi người ơi. Rồi bây giờ bỏ đá này. Ê, lại cho nó có tâm tí nữa. Nó có cái gì khác đâu. Thử đi. Bọn mình đã pha theo hai kiểu nha. Một là bọn mình pha rất là ít nước này. Và hai là pha đúng cái lượng nước ở trên bao bì. Thì khi uống vào rồi thì là thấy vẫn vậy. Với một người mà thích uống cà phê nâu đậm như mình ấy, thì mình thấy rằng cái cà phê này nó hơi nhạt nha. Nói chung là mình hơi thất vọng một xíu. Nhưng mà tất nhiên là cái cà phê này nó không thể nào mà so sánh với cả cà phê Việt Nam thường ấy, đúng không? Cà phê Việt Nam là best nha mọi người ơi, mình nói thật luôn. Mình đi rất nhiều nước rồi nhưng mà không thấy cà phê đâu ngon bằng cà phê Việt Nam. Bởi vì cà phê Việt Nam thực sự rất là thơm và đậm nha. Còn cái cà phê gói này thì mình nói dựa trên quan điểm cá nhân mình là cũng vậy vậy. 6,5 nha mọi người ơi, 6,5 nha, không có gì quá đặc biệt. Bánh hồng nhà họa sĩ. Cái này là đặc sản của Bình Định. Tam Quan Hoài Nhơn Bình Định nha, thử nha, bánh hồng nha. Ú chị chưa bao giờ thử bánh hồng luôn, mọi người thử bánh hồng chơi. Cái đi nhìn nhạy cảm nhá. Cái đi nhìn chịp cái đi chờ đó. Ui bởi vì nhạy cảm. Một bánh. Nguyên một cái bánh luôn. Wow, wow, bánh hồng mà có màu trắng má. À được. Có cái bánh nó hân chắc lắm mọi người ơi. Dê cắt lắm mà thanh thanh khuôn luôn. Đây bánh hồng đây nha mọi người. Nào mời mọi người này, thử đi. Ủa cái lúc bột bên ngoài này giống bột năng. Ừ cái bột ăn nó hơi rít rít nhỉ. Có thấy nó rít không? Nó rít rít ở răng. Nó đúng là bột năng ấy. Bánh này thơm mùi dừa. Mà cái bánh nó chắc chắc ấy, không quá ngọt, không quá ngọt đâu. Có lèn, có lèn. Hoặc là bánh ấy có thể bỏ tung đống xong khi mà đi ăn thì lấy bát hấp lại. Hấp à? Ôi, hay lên, dẻo mới ngon. Thế ta hơi cứng. Hấp. Bây giờ đem đi hấp nha mọi người. Hơi lỗi kỹ thuật một tí là cũng các bạn trong team mình cứ tưởng là ăn liền nhưng hình như là phải hấp lại. Nhưng mà đơn giản nó là một cái vị bánh nếp với cả là dừa ăn hơi giòn giòn ở phía bên trong, một bên ngoài nó sẽ là bột năng, hấp lại cho dẻo mà. A few minutes later. Đây là sau khi hấp lại bánh hồng nha mọi người ơi. Này. Thử nha. U dẻo. Phải hấp nha mọi người ơi. Nó y như là cái bánh nếp với cả dừa sợi ở phía bên trong. Ăn để cái hương vị của nó khá là đơn thuần, không quá ngọt. Nhưng mà khi hấp nóng nó sẽ ngon hơn rất là nhiều so với cả là mọi người để không như thế ăn nó hơi cứng cứng mà cái bột cảm giác nó kiểu hơi sống sống. Đấy, nhưng mà hấp lại là ăn nó sẽ dẻo hơn rất là nhiều. Thử đi. Dẻo ngon hẳn luôn, thấy chưa, dẻo ngon hẳn luôn. Tức là về cơ bản là cái bánh này làm từ bột nếp. Cho nên là khi mà người ta muốn đóng nó thành khuôn ấy mà đỡ cho các cái bánh nó dính nhau thì người ta phải bổ sung thêm cái phần bột năng ở phía bên ngoài. Đấy, nhưng mà cái bột năng này là nó làm cho cái bánh nó đỡ bị gọi là cái gì nhỉ, dính nhau. Ăn ổn hơn rất là nhiều nha mọi người ơi. Mua về mọi người cứ hấp nha. Một vị đơn thuần thôi, đó là vị nếp với cả vị dừa. Uống với nước chè là mình thấy hợp. 8. Xịt đấy. Không, nhưng mà hấp lên ngon hẳn luôn, thơm mùi dưa cực kỳ. Bô mai nướng sữa đang hot rầm rộ trên top cho mọi người ơi. Ngay bây giờ mình sẽ review chi tiết nha. Bây giờ mình cho que vào nha. Tách nó ra đúng không? Sao mình thấy ở phía bên ngoài mọi người làm rất là đẹp nhưng bọn mình làm thực tế thì nó cứ kiểu chèm bẹp như này nha, thử nha. Mình có dưới thêm sữa đặc. Ăn nó
không khác gì phô mai mozzarella. Về cơ bản ấy là mình thấy nhạt nha, nhưng mọi người bỏ thêm sữa đặc. Ở phía bên ngoài là 30 một cái. Đắt nhỉ. Hai trăm ba mươi một túi này á? Mà đây là mình nói dựa trên quan điểm cá nhân mình thôi nha. Đây là một cái hàng Trung Quốc mà nó không hề có bao bì tiếng Việt đâu. Gần đây toàn những cái hàng Trung Quốc kiểu như thế này vào thị trường Việt Nam nhỉ? Rất là viral ở trên mạng luôn. Nhưng mà nó không hề có nhãn dán tiếng Việt gì đâu nha. Ăn thì nó cũng kiểu béo béo, sữa sữa, vui vui. Nhưng mà với rổ giá là như thế này thì cũng em xin giơ tay rút lui thôi. Tổng kết lại thì lại là một cái video review về những cái sản phẩm hot TikTok. Thì mình thấy rằng là có sản phẩm ngon, có sản phẩm thì cũng bình thường so với cái kỳ vọng của mình. Nhưng mà tất nhiên là khẩu vị của mỗi người là khác nhau. Bọn mình chỉ review dựa trên cái khẩu vị của bọn mình thôi. Còn không thể nào quy chụp được rằng là bọn mình nói rằng nó bình thường thì có nghĩa là nó bình thường thật. Có thể là mọi người ăn sẽ thấy ngon nha mọi người ơi. Tất cả chỉ mang tính chất tham khảo thôi, vì quyết định cuối cùng vẫn là ở mọi người. Và nếu như mọi người muốn mình làm về chủ đề nào, đừng quên bình luận ở phía bên dưới ngay cho mình được biết nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye.